Thân ái chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ chia sẻ về cái tuổi Đinh Dậu 1981. Năm nay các bạn được 42 tuổi và chân sẻ bài này là nói về cho các bạn nam nha. Thì mệnh của các bạn đó là mệnh thạch lộ mộc. Và cái vận niên của các bạn là lòng tán chi kê, nghĩa là con gà được ở nó nhốt ở trong chuồng, người ta no cho ăn uống đầy đủ. Thì nói về cái tuổi này á, thì từ thuở nhỏ các bạn đã vất vả rồi, mình phải chịu thương chịu khó, mình lăn lộn với cái cuộc đời để mà mình kiếm đồng tiền để mà mua sinh, lo cho bản thân và lo cho gia đình của mình. Thì bởi vì các bạn là cái mệnh mộc mà gỗ của cây lộ, cho nên cái tính tình của các bạn rất là cứng rắn, không người ta không có thể mà khó mà cái dụ dỗ các bạn lắm. Nghĩa là cái tính tình của các bạn rất là kiên trực, kiên định, gặp cái khó khăn á thì các bạn không nản lòng mà các bạn bị cố lòng để mà vượt lên trên cái cuộc sống, đem lại cái sự hạnh phúc ấm no cho gia đình. Còn nói về cái tính cách của con người tuổi Dậu á, thì các bạn này á, nhất là các bạn Tân Dậu nè, Tân là mới thì các bạn cũng theo kịp với cái trào lưu. Các bạn nam nè, ra đường á thì rất là phương phi, rất là phong độ. Dầu các bạn có ít tiền đi nữa thì đi ra đường người ta cũng thấy bạn ăn mặc bảnh bao, mà sử dụng đồ á thì đồ theo cái nhu cầu, của bắt kịp cái xu hướng của thời đại, ăn mặc chỉnh chu, áo quần là tươm tất lắm. Các bạn rất là chú ý cái hình thức ở bên ngoài. Và cuộc đời của bạn tuy là nó có khó nhọc, có gian khổ, nhưng mà thường thường khi mà các bạn có cái việc gì thì cũng có những cái người khác người ta giúp đỡ cho mình. Và bản chất của các bạn chịu thương, cho nên khổ thì khổ lúc đầu thôi, chứ mà khi mà qua khoảng 40-41 trở lên, là nghĩa là cái tuổi này của các bạn đó, thì các bạn có thể tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp. Thì bây giờ ta xét thử trong cái năm Nhâm Dần tới đây nè, thì mình là mình Tân Dậu thì mình sẽ gặp những cái sao hạn gì và nó tốt đẹp hay không. Thì nói về Tân với Nhâm thì nó cũng bình hòa, không có gì hết. Và tuổi Dậu với Dần cũng bình thường. Nhưng mà khi mà nói về mận mộc với mận kim thì các bạn nó có cái phần khắc kỵ. Khắc kỵ này thì nó sẽ đem đến cho các bạn làm nó khó khăn trong cái đường mà làm ăn của các bạn nè. Trong cái sức khỏe của mình nó cũng có những cái khó khăn trong cái năm này. Và cái cung phi thì Tân Dậu của bạn là cung Khảm, mà Nhâm Dần thuộc cung Khôn, cho nên Khảm với Khôn này nó hợp lại với nhau thì nó đem lại cái điều khắc kỵ, nó không tốt cho mình. Thì chúng ta là ra đường chúng ta phải giữ gìn, phải cẩn thận những vấn đề tai nạn, coi chừng mất mạng trong cái khó khăn này chồng chất chúng ta. Bây giờ nói về cái năm nay thì các bạn không phạm thái tuế, cũng không phạm tam tai, nhưng mà các bạn phạm kim lâu tử, nghĩa là trong cái gia đình mình nó sẽ có những cái chuyện buồn phiền, nó có những cái trở ngại trong cái cuộc sống của mình. Cho nên nếu mà năm nay
các bạn mà có vấn đề là gì quan trọng á, như là kết hôn nè, rồi chúng ta mua nhà nè, chúng ta mua xe nè, chúng ta cất nhà, thì nó sẽ đem đến những cái điều không hay cho chúng ta. Và các bạn cũng gặp hạn quan ốc nữa, cho nên các bạn cẩn thận là không cất nhà, không mua xe, không cưới hỏi trong cái năm nay. Nói vậy sao á, thì các bạn là cái gặp sao dân hớn, mà sao dân hớn là một cái hung tinh, nó sẽ đem xui rủi cho ta vào cái tháng 4 và tháng 8. Thì trong cái tháng trong cái năm này á, thì các bạn về tài lộc của các bạn, nữ với nam á, thì nữ á, trong cái năm nay nó thuận lợi, nhưng mà nam á, về tài lộc trong năm nay nó gặp cái khó khăn. Khó khăn về tiền bạc nè, rồi trong cái thương trường, trong cái công ăn việc làm của chúng ta, nó cũng bị kỵ, nó xấu, nó không thuận lợi. Rồi trong cái vấn đề giao tế xã hội á, thì mình phải dè chừng trong năm nay, nó có cái phần xấu cho chúng ta về cái phần miệng mồm, nghĩa là chúng ta nói thì chúng ta phải cẩn trọng. Đừng có nói cái những cái điều mà không hay, đừng có để cho người khác người ta suy diễn, người ta bắt bẻ. Hoặc là khi người ta đem cái chuyện không, người chuyện có, người ta thị phi, người ta nói xấu của mình á, thì các bạn cố dằn lòng. Các bạn đừng nóng nảy, để mà nếu mà nóng nảy á, thì nó sẽ làm hỏng việc hơn. Tại vì mình gặp cái năm xui tháng rủi, cho các bạn cố gắng kìm hãm lại những cái tức giận ở trong cái mình. Rồi bạn cũng lại tiếp sang gặp một cái hạn không tốt nữa, đó là một cái hạn gọi là thiên la. Cái hạn thiên la này nó làm cho chúng ta có một cái tâm lý bất an nha. Chúng ta bất an, chúng ta cứ sống phập phồng lo sợ, rồi cho nó ảnh hưởng nhiều về cái tinh thần. Mình mất ăn mất ngủ, mình cứ có một cái gì nó buồn rầu trong cái cuộc sống của mình. Rồi trong gia đình mình á, thì vợ chồng á lại mâu thuẫn, xảy ra cái vấn đề ghen tuông, gia đình nó cứ xào xáo bất ổn, và cái tiếng thị phi ở bên ngoài nó lại ập đến với mình nữa. Cho nên mình không có bị bủa vây hết trong cái cuộc sống của mình, cho nên mình rất là cau có, rất là bực dọc, nóng nảy trong cái năm nay. Nhưng mà vận niên của các bạn trong năm nay á, là một cái vận niên tốt, là hầu thực quả. Thì hầu thực quả nó đem đến cho ta một cái sự là trong cái cuộc sống của mình á, nó có phần thuận lợi, cơm áo gạo tiền nó no đủ. Nhưng mà nó có cái xấu là nó đem lại cái sự bất ổn trong cái gia đình. Hồi nãy chúng ta đã gặp thiên la rồi, thì bây giờ cái hậu thực quả này nó lại đem chúng ta cái chuyện buồn bực trong gia đình. Gia đình lại bất hòa, gia đình không yên ổn. Rồi nói về thì các bạn hạn của các bạn á, thì năm nay các bạn không phạm thái tuế, không phạm tam tai, nhưng mà các bạn phạm kim lâu tử, phạm quan ốc, nghĩa là khi mà gặp hai cái hạn này thì các bạn nên đi, không nên cất nhà, không nên cưới hỏi, cũng không nên mua xe, sắm xe gì lớn nha các bạn, thì nó sẽ đem những cái điều xui rủi cho ta, mà có thể đem đến cái sự chia ly, những cái sự cách biệt, những cái tai nạn cho chúng ta. Để mà khi mà ta cất nhà đó, thì căn nhà mình ở nó sẽ buồn bã, nó không có cái sức sống, nó thiếu cái sinh khí, kiểu là quan ốc đó các bạn. Giống như khi chúng ta cất nhà lên thì nhà mình sẽ trở thành quan vắng, tiêu điều như vậy đó. Thì bây giờ cô tổng kết lại, bạn nam á, cái tuổi Tân Hợi á, trong năm nay á,
là các bạn liên tiếp gặp sao xấu nè, hạn xấu, rồi hầu thực quả thì nó cũng tốt về cái mặt tiền bạc thôi. Nhưng mà về cái mặt gia đình nó có những cái xào xáo, những cái bất ổn. Cho nên chúng ta phải cần bình tĩnh. Chúng ta đừng có thấy mà việc xui rủi của mình quá rồi mình buồn bực, rồi mình nóng giận, thì cái chuyện xui rủi của mình nó càng tăng lên nữa nha các bạn. Thì bây giờ đầu năm á, thì mình biết mình có bị những cái sao xấu chiếu mạng như vậy á, thì các bạn nên nhớ là trong cái tháng giêng á, thì các bạn nên tự mình mà cúng sao giải hạn đi. Đừng nên mà đem để yên lòng á, thì đa số các bạn cứ đem gửi chùa cúng. Thì cô nghĩ là các bạn nên tự mình cúng thì nó có phần linh hiển hơn là các bạn nhờ người khác cúng giùm nha các bạn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an vui.